những cái dáng mũi như thế nào thì hợp phong thủy. Theo tiêu chí chung của ngành phẫu thuật thẩm mỹ, cũng đặc biệt là tiêu chí chung của các bác sĩ thẩm mỹ, một cái dáng mũi hợp phong thủy thì gần phải có các tiêu chí sau. Tiêu thứ nhất là về chiều cao của sống mũi. Chiều cao của sống mũi thì được tính từ chiều cao của gốc mũi đến chiều cao của đầu mũi. Theo quan niệm chung của người châu Á, đặc biệt là của Việt Nam, thì ở những người mà có cái đầu mũi cao khoảng độ từ 20 đến 25 mm, và cái đầu mũi và cái sống mũi ở phần gốc mắt này cao từ 1 đến 1,2 mm, thì những người đó là sở hữu một cái dáng mũi là rất là hợp phong thủy. Đấy là gọi là chiều cao của đầu mũi. Đấy là tiêu chí thứ nhất, là chiều cao của sống mũi là các bạn cần phải biết. Tiêu chí thứ hai đó là độ rộng của cánh mũi. Ở những bạn nào mà sở hữu một độ rộng cánh mũi bằng 1/5 về độ rộng của chiều ngang của khuôn mặt thì đó là một cái dáng mũi rất hợp phong thủy và đúng tiêu chí trong ngành làm đẹp, đặc biệt là trong quan niệm chung của người Á Đông. Tiêu chí này thì được chia như thế nào? Tức là khoảng cách từ cánh mũi bên đây đến cánh mũi bên đây bằng khoảng cách từ giữa góc mắt bên trái sang góc mắt bên phải, và tỷ lệ chiếm 1/5 so với độ rộng từ vành tai bên đây sang vành tai bên đây. Thì đấy là cái tiêu chí thứ hai của những người có dáng mũi hợp phong thủy nhá. Đấy là độ rộng của sống mũi. Tiêu chí thứ ba của người có cái dáng mũi hợp phong thủy đó là chiều dài của mũi. Chiều dài của mũi được tính như thế nào? Chiều dài của mũi theo quan niệm chung thì được tính là bằng 1/3 chiều dài của khuôn mặt. Chiều dài tính được của mũi được tính từ điểm nối ngang giữa hai cung mày đến đỉnh đầu của mũi, này gọi là chiều dài của mũi. Và nó bằng 1/3 chiều dài khuôn mặt là được tính từ đâu? Tính từ vị trí thấp nhất của cằm đến vị trí chân tóc. Tỷ lệ như vậy là tỷ lệ của chiều dài mũi rất hợp phong thủy và phù hợp nhé. Thì đây là cái tiêu chí thứ ba của đánh giá một cái dáng mũi hợp với phong thủy. Và đặc biệt là trong video ngày hôm nay thì Trọng chia sẻ cái bí mật như vậy nhé. Thì bạn nào mà thấy những cái kiến thức này thì hôm nay các bạn mới biết thì có thể comment ở phía dưới nhé. Thế còn bạn nào đã nghe những kiến thức này, đã biết kiến thức này rồi và có những cái ý kiến gì khác thì có thể cũng inbox ở phía dưới. Và cái tiêu chí thứ tư đó là tiêu chí về độ rộng của lỗ mũi cũng như là chiều cao của trụ mũi. Ở trong những trường hợp như thế này thì khi các bạn chụp cái tư thế ngửa như thế này lên thì cái chiều cao của nền mũi này thường được đánh giá là chiều cao của một hình tam giác cân nhé các bạn nhé. Thế là đầu mũi này và cái nền mũi này nó phải là hình tam giác cân. Nếu những người nào có tiêu chuẩn đẹp thì nó là hình tam giác đều là tốt nhất, và hai cái lỗ mũi này phải có hình hạt chanh. Thì đây là một cái tiêu chí thứ tư, hay chúng ta còn gọi là đánh giá về độ cao của cái đầu mũi này cũng như là độ rộng của cái nền mũi. Trên đây là Trọng có chia sẻ các bạn là sơ bộ thôi, là có 4 cái tiêu chí đánh giá về một cái dáng mũi hợp với phong thủy. Và khi bạn sở hữu một cái dáng mũi mà có 4 cái tiêu chí như trên rồi thì chắc chắn rằng bạn là một người có dáng mũi rất hợp với phong thủy và rất hợp với quan niệm chung của người Á Đông. Và khi những người nào mà sở hữu 4 cái tiêu chí đúng là gọi là tiêu chí vàng mà Trọng vừa chia sẻ thì các bạn luôn luôn là thành công trong công việc, cũng luôn luôn là thành công trong cuộc sống và trong các tất cả các mối quan hệ của các bạn. Trọng chia sẻ với các bạn như vậy. Bạn nào có quan tâm đến dịch vụ nâng mũi thì cũng nên chú ý 4 cái tiêu chí Trọng vừa chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Trọng, và những bạn nào mà đang xem video đến thời điểm bây giờ thì hãy comment chia sẻ cái video của Trọng cho cộng đồng xung quanh các bạn. Biết đâu đó trong cộng đồng xung quanh các bạn có những người khác cũng đang quan tâm về một cái dáng mũi làm sao hợp với phong thủy, thì giúp cho họ có những kiến thức bổ ích trước khi đưa ra quyết định đi làm đẹp và trở thành hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.